Đó Long An kính chào cô chú anh chị bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên đó Long An gửi đến cô chú anh chị bạn là chúc sức khỏe nha. Rồi thì hôm nay mình đi đặt lợp ếch của chú anh chị. Bữa giờ thì có công việc nên không có đi đặt lợp ếch, không có ra video nhiều cho cô chú anh chị mình xem. Thì hôm nay mình có đầu tiên là cá mồi đi. Cá mồi này là cá giớn hồi sáng mình đấu nè, được nhiều cá với cua ốc thì bữa nay mình làm nó hơi lạ hơn thường ngày, là mình dầm luôn cua với ốc ra nha. Dầm hết nhừ ra luôn, cua ốc rồi mình đặt luôn, tại mình không có đủ mồi cá đó. Rồi mình đặt thí thử coi như thế nào nha. Cũng hôm nay cũng không có tỏi cháy luôn, chỉ có tỏi dầm thôi, tỏi đập đó, với ngũ vị hương, với dầu ăn đó, dầu ăn mình chế vô thay cho tỏi cháy. Rồi giờ thì mình cắt miếng cá này ra, mình bỏ vô cái xô trước đó nha, mình đặt cắt ra thôi. Ít cá quá cho nên mình cắt cho nó nhừ nhừ ra luôn ha. Rồi mình trộn với ốc với cua luôn, cua mình dầm ra luôn nha cô chú anh chị. Này hơi thiếu mồi rồi, mình đặt thử chục cái coi. Bữa giờ cũng mưa quá nè, con ếch sáng này, con ếch sáng này chết nè, trong vớn bị cua rồi nó cũng ăn luôn. Cắt luôn, mình cắt xong mớ cá rồi cô chú anh chị. Giờ thì mình xử lý mớ cua ốc rồi nha, dầm ra thôi. Rồi, thành quả mình được bao nhiêu đây nha, cua ốc lộn xộn với cá luôn. Giờ tiến hành ướp mồi thôi, chục chuối ba ống. Tỏi trời vô hết luôn. Ngũ vị hương đó. Vô ngũ vị hương mình cho ít thôi cô chú ơi, nửa bịch. Dầu ăn rồi, miếng dầu ăn nè, trộn lên nha. Cũng hấp dẫn quá đấy chứ, giống mồi đặt đúm lương của cô chú anh chị nè, có ốc có cua rồi có mồi giống như mồi đặt đúm lương quá ha. Rồi bây giờ thì mình vô trong bẫy mình đi đặt như cô chú anh chị. Sáng ngày chút nữa thì mình tới chỗ mình quay cho cô chú anh chị mình xem cánh đồng lúa ha. Rồi sáng ngày mình dở thì mình quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem. Rồi chiều nay tính đặt cánh đồng này nè cô chú anh chị. Mà người ta quần quá quần rồi, bẫy quá bẫy luôn, mới chết. Nghe xe mình đậu người ta cũng đặt, đặt cách chừng 20 mét cái, 20 mét cái, quá dữ. Đó, lên bẫy chân mình đây có 12 cái nha. Giờ mình đi vô chỗ khác đặt cho chính chị. Rồi, chiều nay mình đặt cánh đồng này nha cô chính chị. Cặp bên đó là lộ N2, xe đang chạy được cô chính chị thấy không? Mình đặt cặp đây, dạ vô khuôn này. Thì hy vọng sẽ dính mớ ếch nha cô chính chị. Đồng này thì ít ếch nhưng mà ếch lại to. Còn cái đồng bên ngoài mình thì nhiều ếch nhưng mà lại nhỏ hơn cái đồng này. Đồng này dính chừng 5 con, 6 con lận ký. Rồi, bây giờ thì mình tiến hành đi đặt nha cô chính chị. Rồi, mình vừa đặt xong mấy cái bẫy ếch này cô chính chị. Đây, nước giờ cũng đang rút ra nè nha cô chú anh chị thấy không? Đó. Nước chảy phình phình ra luôn nè. Người ta đang rút nước ra. Mình đặt nó hơi ngập nha, ngày sáng ngày có thể nó khô á, không biết mồi nó có tan hết không. Rồi, bây giờ thì mình đi về thôi cô chú anh chị. Sáng ngày ra thì mình quay lại cảnh dở lợp ếch cô chú anh chị mình xem nha.
Rồi sáng nay mình tiến hành đi dở lập ếch của chú anh chị. Mình thì khuôn này mình thì không hy vọng lắm cô chú, thì vì khuôn này thì ếch bự nhưng mình ít dính lắm, với lại đặt chuyện qua mình đặt trễ quá, khuôn này nước chưa khui ra nữa cũng khó ăn. Rồi giờ thì mình thăm cái nào dính thì mình quay cho cô chú và anh chị mình xem nha. Cái đầu tiên thì mình quay luôn. Đó, đầu tiên chất quớt có dính không, con cua giống hay vậy. Cá lồng tông không. Cái đầu tiên thất thủ với đừng con cua nha cô chú anh chị. Rồi rất bớt dầm đi tiếp đi. Nãy giờ dở 3-4 cái mới thấy dính đừng con cô chú anh chị, nó không bự nữa mà cá rô với cá này cá kia vô nhóc chứ nó chạy xuống nữa, cá đó này nằm dưới lợp á. Nó chạy dưới lợp ra nhóc hết cộng cộng không em. Khu này thì ít bự nhưng mà con cái này nó dính ít gì nè. Khu này mấy năm trước còn quang thì mình ít dính còn nhiều lắm cô chú chị. Ít dính một cá lợp thấy ghê. Rồi mình đi về mình gỡ được cái này. Tiếp theo để dính được con cô chú chị. Xe mình thì đậu trên này luôn. Đó. Nổ máy luôn. Cơm mình gom dính nhiều thì đăng vô cho chú anh chị mình xem ha. Dính ít như vậy chắc mình không có đăng luôn. Để coi thế nào nha. Rồi về xem sao. Mấy cái làm thấy dính yếu xìu. Mồi này không hợp lý, với lại cũng có thể là chỗ này nó ít. Đó. Ếch hai con luôn, ếch hai con luôn hả? Con lớn con nhỏ, ếch bự cồ. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp theo đó là cặp lộ này hai đó cô chú anh chị. Cặp ếch tiếp theo. Trời trời. Giăng nước. Cũng cộng mà. Cẩn thận để nó chui hôm ra cô chú anh chị. Con này cũng gần nửa ký á. Rồi không dính ếch mà dính gắn nước cũng ngon rồi. Lời rồi. Con này bự quá cô chú ơi. Cái nó vô nó dứt ếch quá. Rồi để mình xếp 7 kỹ lên nha. Hai cái hôm đó mình giờ mình dùng lại thì con ếch nó có thể ra được, với con rắn này có thể ra dùi ra được á. Giờ thì mình xếp cho cái bẫy nó kỹ lên nha. Nó này sáng thì có hai loại rồi, ướt xương cái chuẩn chị. Chắc anh 8 hồi tối anh đi đặt chuột đây, chắc anh sáng anh đi sớm. Trong này mình còn hai cái nữa hết 7 cô chú. Rồi, đây. Đây một cái, với đầu rắn một cái nữa xong. Thế mồi còn nguyên là hiểu rồi. Là hiểu chức quốc rồi cô chú anh chị. À, chức quốc. Con rắn mình cầm chưa buông nữa. À, lại đầu rắn cái nữa về của chú anh chị. Bữa nay mình được có 3 con ếch, cái cuối cùng luôn, chắc chắn nó sẽ không dính nè. Bữa nay là do một phần là mồi với một phần khu này ít ếch của chú ơi. Nước trong quá. Khu này cái này mới lên hầm trồng mít. Này mít này là mít mít này là mít mít giống để lấy cây con của chú anh chị, để cho người ta ươm ra bộ mít mới chiếc nhánh vô. À, giờ mình về thôi cô chú anh chị, chiếc ngắn ngắn này lâu lâu thì đăng cho cô chú anh chị mình xem cho đỡ buồn ha. Ôi, cầm như cứng như vậy. Rồi mình về tới nhà luôn cô chú anh chị. Giờ mình vũ mấy cái lợp ếch nào mình vũ mồi rồi thì mình đổ ra đó nha, còn cái nào chưa vũ mồi thì mình đổ ra, với bắt con rắn với mấy con ếch ra lát nữa mình xào hay làm món gì ăn cô chú anh chị. Hôm nay thì làm mồi thì không hợp ý, với lại chỗ đặt không vừa ý thì chạy yếu quá. Bãi này sạch thì mình để ra phơi luôn. Bữa nào có mồi mình kiếm chỗ nào xa xa đặt. Bên kia có chỗ có mồi có rắn có ếch ngon đó mà
xa quá, chuyện qua mình làm mồi không có hợp lý nên là mình không có dám đi xa, đi xa lỗ rồi xăng mất công. Nhưng cũng có mấy con đủ xào đó, giờ tạm ngưng mình đổ bắt nó ra cái rồi tổng kết nha cô chú anh chị. Mình đã đổ xong 12 cái lập ếch rồi cô chú anh chị, thì thành quả của mình được như đây nè, tầm gần ký nha, cũng gắn nước thì quá là ok. Mồi sáng ngày còn nè, có mấy cái mình không đổ mồi nữa. Mồi thì mình không có đánh giá thấp mồi nha cô chú anh chị, mồi bên chuyện qua đến mùi thơm nó cũng rất là thơm nha, nhưng mà không biết sao nó không chạy, thì chắc lẽ là cái khu đó ít hết, tại trước mình trong câu ếch nó cũng dính ít dính lắm, lâu lâu nó mới dính lần vậy đó, mà dính con trọng thôi. Rồi giờ mình vô mình căn thứ có mấy con ếch mình được nhiêu nha, có mần thịt thì mình quay phim cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì thành quả mình được ba con ếch lớn, một con ếch nhỏ với lại một con rắn nước, chắc đủ bữa ăn. Con rắn nước khá bự nha, đã thiệt chứ, rắn nước này tầm 400g nửa ký. Rồi giờ mình căng thử nha, gần cực ký luôn á, còn 900g của chính chị. Nhờ có con rắn nước cho ngoài cũng đói nhăn răng luôn, mới được mấy ếch được 400g, ếch nặng ghê luôn. Cái con rắn nước hả, bốn con ếch mà hết con ếch nhỏ này là còn như có ba con ếch, nhưng con rắn nước đó chứ bèo bèo vậy cũng được mớ đủ ăn của chính chị. Rồi giờ mình tạm ngưng nha, rửa sạch rồi cái hả.